Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Anh hùng thành phố, Theo và Duri. Những chiếc xe buýt nhỏ đang cùng nhau xem TV buổi tối. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng có mơ ha. Đứng lại đó. Tuyệt vời, là Piper. Hãy nhận lấy, đúng lửa đây. Đi nào, bóng bút lửa của ta. Tuyệt vời. Em cảm ơn anh Piper. Em có sao không hả? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi thoát dễ dàng như sau? Cứ chờ đó, hãy giúp mình đi Piper. Đừng có lo, tên lửa tăng cường đã kích hoạt rồi. Tuyệt vời, là phải lửa kìa. Chúng ta lại làm được rồi. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ. Thật là ngầu quá đây à. Taiyo và Duri đã rất ấn tượng với siêu anh hùng trên TV. Hãy nhận lấy, băng. Fireball chắc chắn là người tuyệt vời nhất. Làm sao để lấy cái kẹp tóc của mình bây giờ? Ôi không, để mình giúp cho. Duri, nhận lấy đi nè. Ồ, được rồi. Của bạn đây. Cảm ơn Duri. Đừng có đến đây. Firebird lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất. Hả? Taiyo, cứu tụi mình rồi. Duri, lên xe nhanh nào. Cảm ơn Taiyo. Được rồi, đi thôi. Xuống đây an toàn rồi. Cảm ơn Duri, cảm ơn Taiyo. Có gì mà phải cảm ơn đâu. Gọi mình bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ nha. Mình biết rồi, hai bạn thật là giống Fireball và Firebird vậy. Fireball và Firebird. Tụi mình sao? Wow. Sao hôm nay ta vô lại tới sân chơi trễ vậy? Nè, nhìn kìa. Tụi mình là siêu anh hùng của thành phố Fire Tiger. Fire Duri. Gọi tụi mình bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ. Gì chứ? Siêu anh hùng của thành phố sao? Mọi người nghĩ sao? Nhìn tụi mình có oai không? Và chúng mình có cả những vũ khí tuyệt vời nữa. Là tia laser đó nha. Nè, súng lửa. Nó lạnh quá à. Các cậu làm cái gì vậy? Mình xin lỗi, mình không cố ý bắn vào cậu đâu. Cái gì vậy? Nhìn hai cậu mắc cười quá. Cái gì chứ? Sao hai cậu lại cười nhạo bọn mình chứ? Hai cậu chẳng giống siêu anh hùng chút nào hết. Làm sao các cậu cứu được người với mấy thứ vớ vẩn đó chứ? Tụi mình có thể đó. Chờ đó, tụi mình sẽ cho các cậu thấy tụi mình làm được những gì. Speed, Sai, sao họ lại dám cười tụi mình chứ? Đừng lo mà thay vô. Một khi chúng ta làm được việc thì họ sẽ biết chúng ta là ai. Đúng vậy. Giờ hãy đi tìm xem có ai cần giúp đỡ không nha. Tụi mình sẽ giúp đỡ hết sức. Taiyo và Duri bắt đầu tìm kiếm quanh thành phố để xem có ai cần dịch vụ anh hùng không. Không có đâu cháu. Em là Fire Taiyo và em sẽ làm mọi thứ giúp đỡ cho anh. Vậy sao? Em có thể làm được gì? Anh nhìn nè, tên lửa tăng cường đã được kích hoạt rồi. Có chuyện gì vậy? Dừng lại đi. Có chuyện gì vậy? Ôi không, em xin lỗi nha. Mọi người chỉ toàn tức giận với mình. Mình biết. Taiyo, anh nghe nói hai đứa sẽ giúp bất cứ việc gì hả? Dạ phải, dạ. Cần anh yêu cầu thôi. Vậy thì hai đứa hãy giúp bọn anh nha. Dạ được. Đây là nhiệm vụ đầu tiên nè. Tên lửa tăng cường đã kích hoạt rồi. Phải làm việc trong thời tiết nóng này rất mệt. Cảm ơn hai đứa. Duri, em có thể mắng nước không? Thật là xả quay. Cái gì vậy? Fireball mà chỉ đi làm mát thôi sao? Tụi mình là siêu anh hùng của thành phố. Tụi mình sẽ giúp bất cứ việc gì.
hai đứa à? Hả? Giúp anh có được không? Dạ được chứ. Anh đang trên đường tới một buổi phỏng vấn rất quan trọng, nhưng cà vạt của anh lại bị dơ rồi. Hai đứa giặt giúp anh có được không? Dạ. Wow, cảm ơn hai đứa nha. Ai đó làm ơn giúp mình với. Có chuyện để giúp rồi kìa. Đi thôi nào. Nè, bạn bị sao vậy? Lấy cây lá ra giúp mình với. Mình đang thi kỳ thi cấp phép mà mình không thể tập trung được. Hả? Nè, giờ bạn thấy ổn chưa? Đỡ hơn rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì đâu. Tụi mình toàn nhận những việc tầm thường thôi à. Có gì nghiêm trọng mà chúng ta có thể làm không? Chờ đã. Hai đứa sẽ giúp mọi người tất cả mọi chuyện đúng không? Dạ đúng là vậy ạ. Tuyệt. Có một việc vô cùng quan trọng và chỉ cần hai đứa giúp đỡ đi nè. Thiệt sao? Nghe câu này thì có vẻ đúng rồi đó. Duri là sáng thiệt đó. Chỉ muốn luyện tập suốt cả đêm để chuẩn bị cho giải vô địch sắp tới. Nhưng mà trời thì lại tối rồi. Vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Như vậy mà làm việc quan trọng gì chứ. Xe buýt nhỏ ta vô. Chưa đi, hôm nay chúng ta hãy tiếp tục hành động như các anh hùng nào. Được. Các cậu. Các cậu tự nhận là anh hùng thành phố, vậy các cậu đã làm được gì rồi? Mình không nghĩ các cậu đã làm được gì. Có chứ, hôm qua tụi mình đã rất bận rộn làm việc đó nha. Đúng vậy đó. Có sao, vậy các cậu đã làm được gì? Tụi mình làm mát cho các máy móc công nghiệp nặng nè, và giúp cho vận động viên cầu lông luyện tập nữa. Tụi mình còn giặt cà vạt và nhặt giúp cái lá trên mặt một chiếc xe nữa đó. Chỉ có vậy thôi hả? Anh hùng ít nhất phải như kia kìa. Fireball, tập tiếp theo, tìm kiếm công chúa mất tích. Đã đến lúc hành động rồi, Firebird. Thấy chưa, anh hùng là phải được như vậy kia kìa. Mình cũng biết chứ. Tayo, Dory, công chúa của mình bị mất tích rồi. Tìm công chúa giúp mình đi. Công chúa sao? Được rồi, tụi mình tới ngay. Thấy chưa, tụi mình là anh hùng đó nha. Xin lỗi nha, tụi mình bận lắm. Đi thôi nào. Có cái gì đó sai sai. Cái gì? Một con mèo. Đúng rồi, đây là công chúa của mình đó. Làm ơn tìm giúp mình đi. Mình tưởng là công chúa thật kìa. Hóa ra là tên của một con mèo. Thôi chứ, nhưng mình nghĩ là việc này cũng có vẻ anh hùng đó. Đúng vậy, chúng mình phải tìm cho ra công chúa chứ. Bạn đừng lo, tụi mình sẽ đi tìm liền. Thiệt hả? Mình cảm ơn nha. Công chúa. Công chúa à. Bạn ở đâu vậy? Cậu nghĩ công chúa đang ở đâu? Mình không biết nữa. Hình như đó là công chúa thì phải. Mình thấy vậy. Mau đuổi theo chiếc xe đó đi. Fire Fury, sẵn sàng cho nhiệm vụ. Fire Tayo, sẵn sàng cho nhiệm vụ. Mau đứng lại đó. Chạy phải nhìn đường chứ. Đứng lại. Vượt đèn đỏ kìa. Xe ở đằng trước, dừng lại ngay. Đuổi theo kịp rồi. Sao vậy cháu? Cháu biết chú đã trộm con mèo, mau trả lại đây. Một con mèo. Cháu đang nói đến con mèo này đúng chứ? Đó là con nhồi bông mà. Em đã vượt đèn đỏ đó. Tại sao em lại làm vậy? Thực ra thì tụi em nghĩ họ đang giữ con mèo bị mất nên mới đuổi theo đó anh à. Nó không phải là công chúa sao? Đây chính là con mèo mà tụi em đang tìm. Làm sao anh có được nó? Là do có người báo mất nên bọn anh chỉ làm công việc của mình mà thôi. Nhưng mà tại sao các em lại tìm nó vậy? Dù sao thì bọn anh cũng sẽ đưa em mèo về nhà, cho nên các em có thể đi được rồi. Dạ được. Cuối cùng thì Tayo và Duri quyết định ngừng chơi trò chơi anh hùng. Tụi mình chẳng bao giờ là Fireball và Firebird được hết. Có lẽ không phải ai cũng có thể làm anh hùng được đâu. Đúng vậy. Chào Tayo.
Wow, anh chị là Tayo, Duri. Nhờ có sự giúp đỡ của hai em mà anh đã phỏng vấn thành công. Còn chị thì đã giành được huy chương vàng trong giải đấu rồi. Thiệt sao? Chúc mừng anh chị. Chào hai bạn. Chẳng phải bạn là chiếc xe hơi nhỏ hôm trước sao? Mình đã vượt qua kỳ thi cấp phép rồi. Tất cả là nhờ hai bạn đã lấy cái lá ra giúp mình. Tuyệt vời. Hai đứa. Anh Max. Anh có thứ này muốn cho hai đứa coi nè. Muốn đi không hả? Nhìn đi, tòa nhà mà bọn anh xây dựng trước đây đã hoàn thành rồi kìa. Bọn anh đã không thể hoàn thành nếu như các em không tới quạt mát cho các anh. Đúng vậy, khi đó thời tiết vô cùng nóng nực luôn. Em đã nghĩ tụi em chỉ làm toàn mấy chuyện tầm thường thôi. Nhưng những thứ này là nhờ tụi em giúp đỡ sao? Không hề tầm thường một chút nào đâu. Các em đã giúp cho mọi người rất nhiều. Các em là những anh hùng tuyệt vời nhé. Anh hùng tuyệt vời nhất. Đúng vậy. Bất cứ khi nào cần thì hãy gọi cho tụi em nha. Tuy Tayo và Yuri chỉ làm những việc nhỏ nhưng lại giúp đỡ rất nhiều cho mọi người, nên hãy tiếp tục làm việc tốt nha. Tayo, tí hon. Một ngày bình thường và Tayo đang nghỉ ngơi ở trạm xe. Chán quá đi. Xong rồi. Wow. Cái gì vậy chị Hana? À, Tayo. Hả? Nhìn này. Cái này là cỗ máy thu nhỏ. Cỗ máy thu nhỏ? Phải. Với cái này thì mình có thể biến mọi thứ nhỏ lại để tiện cầm theo. Wow, hay quá à. Đúng rồi. Chị phải vào kho lấy đồ, nên em đứng đây xem chừng cái này giùm chị nha. Tuân lệnh, chị Hana. Cẩn thận, đừng có đụng lung tung đó. Em sẽ không đụng đâu. Ôi, cỗ máy thu nhỏ. Cái này nhìn thú vị quá à. Hả? Cái này là gì? Có lẽ mình nên nhấn thử. Không được, chị Hana đã dặn là không được đụng lung tung rồi mà. Nhưng mình thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mình ấn rồi. Khoan đã, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra với mình? Tayo. Chị Hana. Em ấy đi đâu mất tiêu rồi? Chuyện gì thế này? Sao chị Hana lại trở thành người khổng lồ? Có khi nào mình đã biến thành xe tí hon không? Lạ quá. Chào Hana. Rookie, Pat, các anh tới đây có chuyện gì hả? Vì có một số chỗ cần kiểm tra. Ủa? Em chưa bao giờ gặp cậu bé này cả. Là cháu họ của anh, Ginny. Dạ, xin chào cô. Thì ra là vậy. Xin chào, Ginny. Hai chú cháu giống nhau ghê ha. Đợi một chút, cô sẽ đi kiểm tra cho chú Pat. Dạ, được ạ. Đi nào, Pat. Được. Chị Hana khoan đã. Chị Hana. Ôi không, chị ấy không nghe thấy mình. Cậu bé đó là ai? Nó chạy xuống dưới ghế rồi. Thả anh ra, anh không phải đồ chơi. Thả anh ra. Xong rồi, Pat. Cảm ơn nha, Hana. Chào Ginny. Dạ chào cô. Chị Hana.
Cảm ơn vì cháu đã chờ nha. Dạ không có gì đâu con. Mình phải ra khỏi đây mới được. Hả? Mình làm được rồi. Chị Hana là em đây, tha vô. Jenny, cháu không nên ném đồ chơi như vậy đâu. Phải giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không. Dạ cảm ơn cô ạ. Cảm ơn Hana, hẹn gặp lại. Tạm biệt cô. Hẹn gặp lại nhé. Chị Hana, khoan đã. Chị Hana. Mình chóng mặt quá. Đây là trạm xe. Hả? Mình biết mà, tất cả chỉ là mơ. Mọi người ơi, em vừa mới mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Tự nhiên em bị biến thành xe tí hon và... Hả? Mọi người, sao mọi người không nói gì hết vậy? Hả? Đó là cháu họ của chú Rocky trong giấc mơ của mình. Điều đó có nghĩa... Không! Đó không phải là một giấc mơ. Để anh xuống. Điện lên. Nè nhóc, em định làm gì anh thế? Vui quá. Có ai cứu mình không? Tayo xe buýt bé nhỏ. Các cháu không thấy Tayo đâu sao? Không, từ sáng tới giờ không thấy em ấy đâu. Thằng bé có nói gì với các cháu không? Dạ không. Dạ không nói gì hết. Vậy chúng ta hãy chia nhau ra tìm đi, còn Hana ở lại đây nhé. Dạ thưa chú. Mình phải quay về trạm xe. Mọi người ở nhà chắc đang lo cho mình lắm. Cánh cửa ở đó. Nhưng làm sao mình qua đó được? Được rồi, mình phải qua bên đó trước. Mình làm được rồi. Tayo, em đang ở đâu vậy? Cái gì đây? Là đồ chơi của Jenny. Mình nhớ là đã đưa lại cho thằng bé rồi mà. Jenny, cháu không nên ném đồ chơi như vậy. Phải giữ gìn đồ chơi cho cẩn thận. Không, đồ chơi đó. Tayo. Đáng sợ quá. Cậu bé vẫn còn đang ngủ. Bây giờ làm sao mình đi qua được chỗ này? Mình cần mở cánh cửa. Đúng rồi. Được rồi. 1, 2, 3. Yeah.
mình làm được rồi. Mau ra khỏi đây thôi. Xe đây rồi. Cậu ấy thức dậy khi nào vậy? Chini, dạ? Chú con đến nè. Mau ra chơi đi con. Hả? Dạ, thưa mẹ. Chú ơi. Chào Chini. Hả? Là chị Hana và chú Rocky. Chini, chú có món quà này cho cháu. Thật hả chú? Đúng rồi. Thích quá à. Ta-da. Đây là tên lửa không gian. Tuyệt lắm đúng không? Wow, tuyệt quá. Đưa đây Chini để chú giúp cháu. Ủa? Chú sẽ gắn vào cho. Dạ thưa chú. Chờ chú một chút. Đây nè. Chị Hana. Xong rồi, của cháu đi. Wow, hay quá. Dạ cảm ơn chú. Em không sao chứ? Em nhớ chị lắm chị Hana. Được rồi, sẵn sàng chưa? Đây. Mình lớn lại rồi, Quang ô. Tha vô, cháu làm mọi người lo lắm đó. Dạ phải. Tụi anh đi khắp nơi tìm em đó. Xin lỗi mọi người. Bây giờ thì các em hiểu là tại sao không nên động vào những cái máy nguy hiểm chưa? Dạ, dù chị có cho phép, em cũng không bao giờ dám động tới nó nữa. Sau một ngày đáng nhớ, Tayo rất vui vì được gặp lại bạn bè của mình. Mình muốn thay lớp mới. Anh Tayo ơi. Anh Tayo đi đâu rồi ta? Anh Tayo. Sắp tới giờ đi làm rồi đó. Lani. Bắt được em rồi. Anh làm em giật mình. Xin lỗi em. Anh Rogi đâu rồi? Anh tới chỗ sửa xe rồi. Anh làm gì ở đó? Được rồi. Xong rồi đó hả? Anh Rogi. Mọi người tới đây hết cả rồi. Chào các em. Hả? Nhìn nè. Wow. Anh có lớp xe mới kìa. Vậy Rogi thấy sao nhỉ? Mình thấy thích lắm. Anh có lớp mới rồi hả? Tuyệt thật đó. Tayo, em có thấy ghen tị với Rogi không nè? Không. Có chứ. Mình cũng muốn có lớp mới mà. Có chắc không đó? Vậy thì em không cần phải thay lớp mới rồi. Vậy mà chị cứ nghĩ là chị sẽ thay lớp mới cho em. Nhưng mà nếu em không thích thì chị nên để lớp đó lại cho ai đây ta? Khoan đã, ý của em không phải vậy. Chị giỡn thôi. Đã đến lúc phải thay lớp xe rồi, nên chị đã đặt hàng hết rồi. Thật không? Chị đặt rồi hả? Tuyệt quá. Chắc là họ sẽ giao hàng đến vào khoảng giờ trưa. Rồi chị sẽ thay lớp xe cho các em sau khi mà mọi người đã xong việc trở về. Thật là tuyệt vời. Đến giờ em phải đi làm rồi. Em đi đây. Ta vô, đợi anh nữa. Hẹn gặp chị với Hana. Được rồi. Chờ em với. Lái xe cẩn thận nha. Tayo có vẻ rất vui. Tony đang trên đường đi giao lớp của Tayo. Đèn đỏ rồi. Được rồi. May mà mình không dừng quá vạch. Tony luôn tuân thủ đúng luật giao thông. Nè cậu kia. Cậu vượt quá vạch dừng xe rồi kìa. Vạch dừng. Đúng rồi. Không được dừng xe quá vạch là nguyên tắc cơ bản trong luật giao thông. Trời, cho tôi xin lỗi. Từ nay chú ý một chút là được rồi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn.
tuân thủ theo luật giao thông là để tốt cho chính bản thân mỗi người. Mình nên chuyển sang làn đường bên trái mới được. Xin lỗi cháu ạ. Cháu qua đi. Như vậy nguy hiểm lắm luôn. Mình phải đuổi theo bạn ấy để nhắc nhở bạn ấy mới được. Tuyệt quá. Speed đi. Ờ, là Tony. Speed đi, bạn chạy chậm lại đi. Chạy nhanh nguy hiểm. Bạn nghĩ là bạn có thể đuổi kịp mình sao? Để coi bạn có thể đuổi kịp mình hay không. Bạn ấy chạy quá tốc độ luôn. Thấy chưa, bạn không phải là đối thủ của mình đâu. Ô trời, tại sao lại là lúc này? Mình thắng. Biết đi. Có chuyện gì? Bạn không được chạy đua trên đường như vậy. Bạn đang chạy sai luật. Thật vậy hả? Mặc dù chạy rất nhanh nhưng mình chưa bao giờ gây ra tai nạn hết. Cái gì? Biết đi. Tony, thư giãn một chút đi. Lại có chuyện gì nữa? Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu những chiếc xe khác cũng phá luật và chạy đua tán loạn chút. Mình nghĩ là... Bạn sẽ nghĩ sao nếu bạn đang chạy trên đường thì tự nhiên có chiếc xe khác vượt qua chắn ngang phía trước mặt bạn? Nghe có vẻ hơi nguy hiểm. Vậy thì có phải bạn sẽ làm người khác bị thương đúng không? Mình cũng nghĩ vậy đó. Và bạn cũng bị thương nữa. Mình không thích bị thương đâu. Vậy thì bây giờ bạn có còn muốn đi sai luật giao thông nữa hay không? Mình nghĩ là bạn nói rất đúng. Được rồi, từ nay về sau mình sẽ tuân thủ luật giao thông. Bạn có hứa không? Có chứ. Hẹn gặp lại ha. Tạm biệt Tony. Tony đã thành công trong việc thuyết phục Speedy đi theo đúng luật. Cảm giác thật là thoải mái. Ủa, mình đang đi đâu vậy? Thôi rồi, mình lạc mất tiêu rồi. Tha vô xe buýt nhỏ. Háo hức có được lớp xe mới quá à. Thay lớp xong thì chắc mình nhìn sẽ đẹp lắm cho coi. Xong rồi. Ủa? Nhìn em rất tuyệt với lớp xe mới. Chị cũng thấy vậy hả? Tất nhiên rồi, em là chiếc xe buýt nhỏ đẹp nhất cả thành phố đó. Tan tan. Ồ, lớp mới. Wow. Sao? Mẫu mới nhất luôn đó nha. Nhìn rất là hợp với anh Kha Du. Wow, nhìn sáng bóng và đẹp quá à. Bánh xe của cậu ấy nhìn đẹp quá. Wow, nhìn cháu rất ngầu. Ta vô tuyệt quá. Nhìn cháu đẹp lắm đó. Bạn đẹp tuyệt vời luôn. Không có gì đâu mà. Đẹp quá đi. Đẹp đến kinh bạn ngạc. Bạn phải mắng thiệt. Mình đó. Mình rất ganh tị. Tất cả là nhờ vào lớp xe mới đó mà. Anh Kha Du. Sao nãy giờ anh cứ đứng yên ở đây vậy? Hành khách của anh đang chờ kìa. Sao cậu vẫn chưa chịu đi? Chuyện gì xảy ra vậy? Xin lỗi mọi người, tôi bắt đầu khởi hành ngay đây ạ. Kha Du, anh có sao không? Anh chỉ đang nghĩ về lớp xe mới của anh thôi à. Anh háo hức tới mức đó hả? Không đợi nổi luôn á. Em cũng đang háo hức nhìn anh với lớp mới đó Kha Du. Anh phải đi theo hướng này rồi. Hẹn gặp lại anh sau. Tạm biệt em. Chắc là lớp xe của mình đã được giao về xưởng rồi. Mình trễ mất rồi. Mình phải làm sao đi? Hả? Frank, chuyện gì vậy? Mình được báo là có một vụ cháy ở trung tâm thành phố. Cháy hả? Làm ơn nhường chỗ cho xe cứu hỏa. Đúng rồi, nhường đây. Đánh đường đi. Đợi một chút đi, nhường qua đi mà. Phải làm sao bây giờ? Mình cần tới đó càng nhanh càng tốt. Mọi người ơi, nghe mình nói nè. Như thế này chỉ làm mọi người khó di chuyển hơn. Đúng rồi. Xe nào bên phải thì dời qua phải, xe nào bên trái thì dời qua trái, mới có đường cho Frank đi. Vậy hả? Vậy thì mình làm theo thôi. Vậy hả? Làm cái này đúng không? Làm theo thôi. Vậy thì mình đi qua hướng này. Đúng rồi. Còn mình hướng này. Được rồi nè. Cảm ơn Tony. Mình sẽ gặp cậu sau nha. Tạm biệt. Tôi đến ngay đây. Nè bạn gì ơi. Dạ. Bạn rất giỏi trong việc điều khiển giao thông đó nha. Đúng vậy. Chúng ta không thể nhường đường nếu không có cậu ta giúp. Làm tốt lắm. Những lời khen càng khiến cho Tony có động lực nhắc nhở những chiếc xe nhỏ khác về luật giao thông. Chờ đã. Khoan đã. Max, chở nặng như vậy nguy hiểm lắm cô. Ôi không, cậu ấy sắp trễ giờ giao lớp xe mới rồi.
em về rồi đây. Mừng em đã về nhà. Chị Hana, lớp mới của em được giao tới chưa? Chị để nó ở đâu rồi? Thayo, vấn đề là nó vẫn chưa được giao tới. Cái gì? Sao lại chưa giao? Sao vậy? Chị cũng không biết nữa. Người ta nói là Tony đã đi giao hàng từ sớm mà, cho nên chắc là Tony sẽ đến đây sớm thôi. Tạm biệt mọi người. Hôm nay mình về hơi trễ so với mọi ngày, chứ dù sao cũng được về nhà. Sao mà xe đông quá vậy? Tony. Chào Lenny. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Thật ra anh đang trên đường đi giao lốp xe, nhưng mà giờ này trễ mất tiêu rồi. Lốp xe hả? Vậy chắc là lốp xe mới của anh Thayo. Cả ngày hôm nay anh ấy cứ nghĩ về lốp xe mới. Chắc là Thayo sẽ thất vọng lắm đây. Anh phải đi nhanh hơn mới được. Em có ý này rất hay. Ý gì? Có một con đường tắt dẫn tới nhà xe nhanh hơn. Thì đi hả? Theo em. Được đó. Sao lâu quá chừng. Chắc họ sẽ tới nhanh thôi mà. Nhìn kìa, tới rồi kìa. Thiệt hả? Tới rồi. Ở đâu? Tony. Chào các cháu. Sao các cháu tập trung ở đây? Đang chờ chú sao? Tụi cháu đang chờ Tony. Tony mang lớp xe qua cho cháu, nhưng giờ vẫn chưa đến nơi. Dạ đúng. Ồ, ra là vậy. Hử? Thayo, nếu Tony không tới thì anh sẽ đưa lớp mới của anh lại cho em. Cảm ơn anh, nhưng nó là của anh mà. Em sẽ đợi thêm một chút nữa. Hả? Em biết chắc thằng nào anh cũng chờ ở đây. Trời ơi, lần này lại tới lượt lên đi. Thayo! Tony! Xin lỗi, em đã tới trễ. Có chuyện gì xảy ra hả? Em xin lỗi, em cứ lo chỉ các bạn xe khác về luật giao thông. Em tới đây an toàn là vui lắm rồi. Xin lỗi tay vô mình tới trễ. Không sao mà Tony, mọi người chỉ lo lắng không biết bạn có chuyện gì hay không. Cảm ơn Thayo. Vậy thì bây giờ chị thay lớp mới cho em nha chị. Thayo ơi, để chị kiểm tra Tony cái đã. Em hả? Tony cần phải được kiểm tra vì đã chạy cả một ngày dài tới đây. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Được rồi, vào trong đi Tony. Nhưng mà chị Hana, em muốn thay lớp trước mà. Chị kiểm tra xong cho Tony thì thay cho em liền nha. Em không sao mà. Tony nói bạn ấy không sao kìa. Tony trước nha. Chị sẽ làm xong nhanh thôi nên em đừng có nôn nóng nữa. Chị đã nói vậy thì thôi. Vào trong xưởng đi Tony. Dạ. Nhưng chị Hana ơi, chị phải làm nhanh lên để kịp thay lớp cho em nha. Vậy là tối ngày hôm đó Thayo đã được thay lớp xe mới. Đó là khoảng thời gian mà Thayo không bao giờ quên được. Wow, mình có lớp xe mới rồi.